Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, sự tăng cường của những dòng không khí mát từ phương Bắc xuống sẽ làm cho hoạt động của dãy áp thấp hiện đang vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ mạnh dần lên. Biểu hiện rõ rệt của quá trình này là những cơn mưa rào và rông xuất hiện nhiều hơn và lượng mưa cũng lớn hơn. Thời gian mưa tập trung vào khoảng thời gian sáng sớm, chiều tối và đêm. Riêng các tỉnh vùng núi thì có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông. Người dân cần hết sức cảnh giác với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh. Mưa nhiều khiến cho thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm nhẹ và mức nhiệt cao nhất trong ngày, giao động là từ 31 đến 33 độ. Trong ngày hôm nay, với các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục có xu hướng suy giảm hơn, nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng chỉ phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ. Sau đó đến khoảng chiều tối, giải mây rông từ phía Bắc cũng sẽ lan dần xuống khu vực này và sẽ gây mưa cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa và Nghệ An. Sự tranh chấp giữa các khối khí trong bầu khí quyển có thể gây ra những cơn mưa rông mạnh, kèm theo đó là lốc xoáy và sấm sét. Người dân khu vực này cũng hết sức đề phòng. Theo nhận định xa hơn, thì vùng mưa sẽ tiếp tục mở rộng xuống phía Nam. Từ khoảng ngày 12, nắng nóng khu vực này sẽ kết thúc hoàn toàn. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay thì thời tiết vẫn chưa có biến đổi quá nhiều vào chiều tối. Đời gió Tây Nam vẫn sẽ gây ra những cơn mưa giải rác, tuy nhiên thì mưa sẽ phân bố không đều về diện và lượng. Vào ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 30 đến 33 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại Nam Bộ. Cụ thể, ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay tại thủ đô Hà Nội thì trời khá là nhiều mây vào đêm và sáng. Những cơn mưa rào cục bộ có thể xuất hiện, tuy nhiên là chỉ trong thời đoạn ngắn. Nền nhiệt ban trưa cũng chỉ tăng lên mức là 32 đến 33 độ. Và chiều tối thì mây đen sẽ kéo đến và chút xuống những cơn mưa rào. Người dân tại thủ đô cũng cần phải hết sức đề phòng với hiện tượng gió giật và sấm sét trong cơn rông thưa quý vị với những cơn mưa rông lớn thường gây cản trở và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông do vậy khi đang lái xe mà gặp mưa to thì quý vị nên giảm tốc độ nhưng mà cũng cần hạn chế phanh gấp nên chú ý quan sát gương chiếu hậu để tránh va chạm với phương tiện khác trong trường hợp mưa quá to thì quý vị có thể dừng xe, đỗ ở rìa đường, bật đèn cảnh báo và chờ mưa ngớt. Bởi mưa rông quá lớn làm tầm nhìn hạn chế, đồng thời thì cũng có thể khiến cây cối gãy đổ, gây nguy hiểm. Tuy nhiên quý vị cũng nên chọn cho trú ẩn an toàn, không nên trú mưa dưới tán cây hay là gần cột điện. Với thành phố cảng Hải Phòng, ngày hôm nay tiếp tục là một ngày khá mát mẻ với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở dưới ngưỡng 30 độ. Trong ngày thì đôi lúc có mưa, càng về chiều tối thì mưa sẽ càng nặng hạt, có thể kèm theo gió giật và sấm sét rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Vì vậy tàu thuyền nên neo đậu an toàn, tuyệt đối không được ra khơi để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân. Với các hộ nuôi tôm cá thì nên có biện pháp che chắn bảo vệ hợp lý để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn. Với thành phố Đà Nẵng, trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày có tiết trời nắng nóng, tuy nhiên thì cường độ nắng cũng không quá gay gắt, với nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 35 đến 36 độ. Với kiểu thời tiết nóng bức như thế này, người dân nên có biện pháp sử dụng tiết kiệm điện và nước hợp lý để tránh tình trạng quá tải trong giờ cao điểm. Một tin đáng mừng cho người dân miền Trung cũng như tại thành phố Đà Nẵng nói riêng là nắng nóng sẽ chỉ còn kéo dài nốt trong ngày hôm nay, từ ngày mai tình trạng nắng nóng nơi đây sẽ suy giảm hoàn toàn, thời tiết sẽ không còn nóng bức mà sẽ chuyển dịu mát hơn. Với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay và ban ngày trời vẫn còn nắng với nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng là 34 cho đến 35 độ. Tuy nhiên vào chiều tối thì những cơn mưa rào sẽ xuất hiện và sẽ xoa dịu bầu không khí nóng bức nơi đây. Tuy nhiên với tình trạng thời tiết lúc nóng bức lúc lại có mưa rào cũng sẽ gây tác động không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với trẻ em. Các bậc phụ huynh nên chú ý chăm sóc sức khỏe, cho các em ăn uống đủ chất, vận động thể thao hợp lý để luôn có sức khỏe tốt trong mùa hè này. Với thành phố thuộc giải đất miền Tây Nam Bộ, ngày hôm nay thì thời tiết tại Cần Thơ vẫn có nắng ráo vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa dao động là từ 32 đến 33 độ. Vào trưa chiều, chiều trời chuyển nhiều mây, có lúc có mưa rào, tuy nhiên lượng không quá nhiều và chỉ trong thời đoạn ngắn. Nhiệt độ về đêm cũng giảm xuống ở mức là 26 độ. Hiện nay cũng đang trong kỳ thu hoạch hoa quả ở mịt vườn, bà con nên có biện pháp bảo quản hoa quả hợp lý, nên cất chữ nơi khô ráo để tránh tình trạng thối hỏng do thời tiết cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo